Một cuộc rượt đuổi có vũ khí giữa ô tô và hai xe máy đã làm náo loạn cả đoạn đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 10 tháng 11, mà nguyên nhân được xác định là do xuất phát từ việc va quẹt giao thông. Thông tin ban đầu từ người dân, vào khoảng 14 giờ 30 phút, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh do một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển vào làn xe máy trên đường Quang Trung theo hướng từ quận 12 đi quận Gò Vấp và bị một xe máy do hai nam thanh niên điều khiển va quẹt nhẹ từ phía sau. Cho rằng ô tô lấn làn cản đường, hai nam thanh niên này cùng bạn là hai nam thanh niên khác điều khiển xe máy đuổi theo yêu cầu ô tô tấp vào lề. Tuy nhiên ô tô vẫn tiếp tục di chuyển thì bị bốn người đi trên hai xe máy rượt theo dùng nhiều vật dụng, trong đó có vật giống mã tấu đập kính ô tô rồi bỏ chạy. Chưa dừng lại, ô tô này rượt theo và ép được một xe gắn máy vào lề đường. Cả ba được đưa về công an phường 3 làm rõ vụ việc. Hai nam thanh niên còn lại đã rời khỏi hiện trường.